Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là cục đẩy B3 Penta 3 chính hãng của công ty Penta 3 B3 sản xuất. Video này hơi đặc biệt một tí mà cũng có gọi là đôi lời tâm sự với toàn thể các bác đang dùng, sắp dùng và đã sử dụng những sản phẩm của B3, thương hiệu rất nổi tiếng đến từ Trung Quốc. Nhưng mà công nghệ sản xuất là của người Đức, đúng không ạ? Thì đây, trước mặt các bác đây, cục đẩy này em sẽ tháo luôn ra để cho các bác xem. Hôm qua có mấy bác gọi điện bảo em ơi con này bao nhiêu sò, máy nó như thế này thế kia, anh nhìn ít sò nó đánh có khỏe không. Đấy, và đến sáng ngày hôm nay nữa thì lại có rất nhiều các bác khách gọi điện bảo là chú gửi xe cho anh được không. Gửi xe thì gửi được nhưng mà lại xa chỗ anh đột quá, anh không đi đón hàng được. Bây giờ chú gửi bưu điện cho anh thì có được không? Em gửi bưu điện bình thường thôi, nhưng anh cọc cho em trước một tí tiền nhớ, nên là các bác tắt máy nhanh lắm. Và cũng có vài bác khách thì cũng gọi là nài nỉ em để gọi là gửi được thì gửi, không gửi được thì thôi. Nếu mà chú bán hàng kiểu này không ai mua hàng của chú đâu. Đấy, thì em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì đây, em mở máy luôn nhá. Thì đây là kênh máy này là hiện tại là đang dùng là kênh C. Đây là với công suất của kênh C. Thì bác nhìn luôn này, sò này là sò NGBK, đúng chưa? NGBK khiếp, sáng nay nghe nhiều điện thoại quá, bây giờ nào mất cả giọng. Đấy, các bác xem nhá, sò NGBK 0302G, được chưa? Đấy, 0302G. Đấy, còn bên này là NGBK 0281G, được chưa? Đây cũng thế nữa, đúng chuẩn so với ba chưa? Đấy, em hỏi thế thôi. Có 4 so một kênh công suất nó có nhiệm vụ là đánh cho một vế 8 ohm là vào khoảng tầm 300W. Cứ tính ra là vào 300 chia đôi thì 150 này, 150 này, tức là 75W một con sò. Tính kiểu ý là dễ đúng không? Thì thường thường em cũng tính công suất, em cứ tính tầm 75W một con sò. Thì đây. Đấy. 1 2 3 4. Được chưa? Có 4 sò công suất thôi. Đấy, con này là B3R309 thì là vào 12 sò. Còn cái loại như thế này mà 4 kênh nữa thì là vào B3R312. Đấy. Còn cái loại R206 thì nó cũng tương tự này, nó ít sò hơn thôi. Nguồn của nó thì cũng bé hơn. Được chưa? Đấy. Nguồn nếu mà máy bé hơn thì nguồn nó sẽ bé hơn. Con này nguồn rất là to. Nó có một cái dây cảm biến ở nhiệt độ này, cảm biến ở cái trong biến áp này. Thì cái dòng này em nói luôn là nhiều con đẩy B3 đến ngay cái bản thân em đi buôn mà lắm khi nhiều các bác đọc xong nó nói hoang mang. Thì như các bác biết rồi, B3 thì chủ yếu là cái nguồn của nó nguồn nhôm. Còn nếu mà B3 mà bác nào bảo nguồn đồng thì em cũng chưa gặp. Em chưa gặp con B3 là nguồn đồng cả. Đấy. Chả nhẽ bây giờ thì hy sinh một con đẩy này, tháo biến áp lên cậy ra xong là lấy dao cạo ra xem nó là màu trắng hay nó màu vàng nhỉ, đúng không? Thế nó mất chất lượng quá, đang yên đang ngày tự nhiên mở ra thế thì ai mua, đúng không? Đấy, B3. Các dòng giò này thì nhiều anh em bảo là nỗi như cơm bữa, mà con đẩy này em lấy về từ hôm trước đến hôm nay đến ngày hôm nay là 3 ngày rồi chưa có hiện tượng nỗi gì cả. Sáng nay vẫn đánh ầm ầm, sáng nay vẫn đánh ầm ầm, cứ đánh được một tí xong lại tắt đi, nghe điện thoại của các bác bây giờ nạc hết cả giọng rồi. Tiếp nhiều các bác gọi điện mà họ hỏi bảo thế cái đôi TV bán chưa, bảo em còn anh ơi, thôi thì chú để mà dùng nhá, anh không mua đâu, gọi điện hỏi thăm thế thôi. Xong lại có bác gọi điện bảo thì em ơi cái đôi đồng trục có gửi cho anh không, anh không nhắn địa chỉ thì em gửi kiểu gì. Đấy, xong rồi bây giờ là thế em bây giờ anh qua đấy thì bao nhiêu, anh qua đấy thì em bớt được có 100.000 thôi. Thế xong là các bác xin đi địa chỉ, không biết là có qua đấy không. Thì em nói luôn này, các bác nào nhanh tay thì còn hàng, chậm tay thì hết hàng. Cái đôi đồng trục 2 năm ấy, em thanh lý. Và còn mấy cái mẫu loa như cái ôm này, sáng nay bận, chưa vệ sinh được, chưa quay review được. Đấy, thì đây B3 nhá. Máy của nó là có ít sò lắm, nên là các bác mua đẩy mà gọi là đánh gia đình nhá, thì tốt nhất là các bác đi mua đẩy bên khác đi. Mua cái loại đẩy mà đến mỏi tay, mà tốt nhất là các bác chờ 2-3 ngày nữa em lấy mấy con đẩy mà sò đến mỏi tay về cho các bác, được chưa? Thật ra nhiều sò trang dĩa khỏe. Đấy, cũng như nhiều con nhá, máy này máy hát.
thì là nó sử dụng bộ áp vào chính mấy con linh kiện bé bé của con này. Em lật lại cho các bác xem. Máy này là máy hát, nó bù áp vào mấy con này, rất là mịn bé con này. Đấy, con này là A1837 và C là 4793. Đấy, nó bù áp vào mấy con này, được chưa? Thế mà đánh bao nhiêu năm rồi vẫn bền, ok chưa? Đấy, dây cấp nguồn này. Đấy, dây cấp nguồn này, điện âm điện dương này, tín hiệu đầu vào đây. Mạch B3 này mua thị trường đầy, em nói thật. Mạch này bây giờ Trung Quốc cũng bán sang Việt Nam nhiều lắm. Máy trong tình trạng là còn tương đối đẹp nhé, nên là các bác nào đấy thì cứ liên hệ trực tiếp thôi. Dây tín hiệu vào này, dây đường ra loa này, hai dây cấp nguồn này, mát thì ăn chung với khung xương rồi. Đấy, được chưa? Đấy, máy nó có thế thôi. Đây, dây nguồn này. Đó, bên này nữa. Được chưa? Đấy, bên em bán hàng nó thật lắm, có sao nó nói thế. Bên này một đi ốt này, bên này một đi ốt này. Đấy, không biết là cái này nó có cái tờ giấy nó dán xung quanh đây không, không biết là còn hay là bay mất rồi. Thì con này là sử dụng công nghệ mạch là Class H Power Mini, đánh tiếng rất là khỏe, cực kỳ là căng. Mà loại này đánh 8 ôm là vào khoảng tầm 350 đến 330 đến 350W một kênh, còn 4 ôm của nó vào 600W một kênh. Nếu như các bác dùng con đẩy này, các bác đánh gia đình, các bác đánh một kênh một đôi 25, một kênh một đôi 30, một kênh một quả súp 40 là đánh được. Đấy, B3 này thì bền cực kỳ luôn, bên em bán hàng tự tin và bảo hành cho các bác được 6 tháng, được chưa? Đấy, B3 giờ 309 Professional 3 channel power only Benta 3, đúng chưa, đúng xịn chưa? Hay là các bác lại bảo em là hàng vốn bẩn, hàng đồng nát đi, em lấy được mấy con hàng tuyển mà giá rẻ này. Thì nhiều các bác lại bảo là anh không khoái, không thích. Thế mà lấy được mấy con hàng khủng mà xịn mà này trông hơi xấu thì bảo hàng của chú đồng nát vứt đi. Thế em không hiểu các bác được kiểu gì. Đấy, đây, về nói chung là máy móc của nó tương đối đẹp. Có cánh quạt này em chưa vệ sinh này. Đấy, thấy chưa? Rất là đẹp. Hàng gần như hàng nước. Đấy, mà máy con này ít sò lắm. Nên là các bác nào mà hỏi là con này bao nhiêu sò thì em nói luôn là 4 sò một kênh, 4x3 12 kênh. À mà 4x3 12 sò. Quên là 4x3 12 kênh. Tiếp. Này chuẩn bị giống giống táo gì nhỉ? Táo gì đó mà thôi không kể nữa. Được chưa? Đấy. Nói chung là hàng có sao thì quay vậy nhá. Nên là các bác có ghét hay có yêu thích thì cũng tùy thôi. Còn bên em bán hàng thật lắm. Có sao là nói vậy. Đấy. Máy ít sò thế thôi, 4 sò một kênh. Còn các cái đời sau ví dụ 1200W thì nó là 6 sò một kênh. Nó chỉ thêm có 2 sò thôi, hoặc là 8 sò một kênh là ác lắm rồi. B3 các bác đừng hỏi sò con này bao nhiêu sò. B3 nó ít sò lắm. Máy kiểu B3 nhá, tức là có thể là thương hiệu khác, nhưng máy mà ra là bên trong là ruột B3. Và cái phần hậu này nó có một cái tem chú thích này, ND Audio Manufactory này. Đấy, nó có luôn, được chưa? Ok, giới thiệu rồi. Giá thì em báo lại là 3,3 triệu, duy nhất một chiếc. Nếu bác nào chuyển khoản thì còn. Chứ bây giờ gửi xe thì các bác không chịu nhận. Thế mà gửi bưu điện đến các bác thì các bác lại lý do là anh nay đi công tác rồi, hay là anh nay hết tiền rồi, anh không nhận thì chú cho hàng hoàn về hộ anh được không? Thế thì em đúng quỳ em lạy các bác thôi, chứ nhiều lắm rồi. Các cái trường hợp mà hàng hoàn em cũng nói thật là không muốn quay lên thì các bác lại bảo à thằng này nào ăn uy tín. Bây giờ nó quay nó bóc phút cả mình đây này. Đấy, thế cái chuyện này. Nên nói chung là kiểu gì các bác cũng chơi được. Nên là các bác hãy xem trên mạng chỗ nào rẻ hơn, uy tín hơn thì mua. Nên bên em là có sao có nói vậy. Đấy, nói bây giờ là cũng mất luôn cả giọng rồi. Được chưa? Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau nha.